hài hước, xúc động, ý nghĩa. Chương trình Vợ chồng Son trải qua hơn 5 năm kể từ ngày lên sóng luôn được rất nhiều khán giả yêu thích với những câu chuyện chân thật nhất của các cặp vợ chồng khắp mọi miền đất nước. Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận đã chia sẻ, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc. Bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom ai à, cái hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Tội ha. Dạ, dần rồi là cái việc thả bom nó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nó ngày nào mà tần suất dạ. Nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi lên. Thôi rồi. Anh mũi lầy quá. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn là lên cực điểm rồi. Hai vợ chồng đang giỡn với nhau á, âu yếm bá rờ rẫm bá sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình, rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình, là cái gì nó ngay cái mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Là em không đỡ được luôn. Đó là em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Mà em nhỏ coi như lớn không nổi luôn. Em, đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được lắm, nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á. Làm cái bụm. Làm cái bụm một cái, bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn. Em á, hồi nhỏ em rất là nói xạo. Nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi là biết liền. Mùi tanh tanh là mùi tanh. Thì anh mới nói là anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá. Xong anh mới chạy em đi tìm cái thằng đi mắt. Em mới nói bị điên hả? Mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn. Cái sau em mới nói là chắc chưa? Phải đi massage vậy hả? Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận. Vì em mới cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote em nhớ em quăng rất mạnh và như là hư cái remote luôn. Thì anh lấy em về được một tuần là anh đánh em rồi. Ừ nha, là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên, nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau không? Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Mặt ngây thơ không biết gì hết. Có cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ tới khi mà hả? Về ở chung với nhau 3 ngày không tắm. Tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa là mỗi lần giống như là lại gần em vợ ơi, bỏ qua cho anh đi là cái mùi thúi nó bay vô mặt em phải nói. Là phải quên. Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi. Bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về. Làm gì vậy? Thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết. Đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết. Hỏi là không ai biết. Trời ơi. Hỏi tên tăng cá chép đi, ai cũng biết anh. Hỏi là không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường đúng không, ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao chạy dí theo, mày muốn sao dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà mày giết nó. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hùm đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn giờ em, duyên với em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà. Mày xin lỗi mày biến ở đâu? Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập. Ông anh ở dưới quê chị Thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à. Mày dám chở con người ta đi khách sạn.
Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán quán chú gỗ. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tính bơ luôn vậy đó nha. Gần chuẩn bị đám cưới rồi là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn, không mà nói đủ thứ chân này. Xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là ảnh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái mới đi ngủ. Trời đất ơi. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hay bóc váy lắm. Có nghĩa là em đang đứng ra xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em qua em chửi. Em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao cái quay là có nghĩa là một cái con người khác. Lật ngược thế cơ. Trời ơi, Ti dạ nó sao, nó hay chửi con ăn hiếp không mà con buồn đó mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin, có nghĩa là lúc nào mẹ em cũng nói con nó đi người kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó cái xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi cái lấy cái tay hả, khiều móc em quẹt đủ thứ trò rồi kiếm chuyện với em vậy đó. Ông xã em quá kỹ, kỹ tính, sạch sẽ. Và em có đặc biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng. Vô trùng là sao? Dạ, tại vì là ảnh hở một cái là phải rửa tay. Và ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông Playboy á. Khắp nhà luôn. Làm gì xong là cũng phải rửa tay, cầm điện thoại xong là phải rửa tay. Thì mới được đụng lên má anh. Ngày trước quen nhau, yêu nhau thì em sợ bình thường. Nhưng mà sau này thì cầm điện thoại sợ. Rửa tay chưa? Vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á, đúng không? Dạ. Hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi. Mà vì book phòng cũng cận quá, thì lên booking á, thì là chọn cái phòng giá, em thấy cái giá đó rất là cao, 1,7 triệu một phòng, nhìn chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi, cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc. Và sau đó thì hai vợ chồng vào đó được một xíu, thì tối ngủ, thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là em ơi, cái khách sạn này dơ quá, tối nay em đừng làm gì anh nha. Trời. Đứng về được không anh? Trời ơi, tôi chưa rửa tay. Xấu mà xấu lây hàng xóm luôn. Hay đi làm về mà không biết có tắm rửa sạch sẽ hay là có bị ngứa, không có bị rận hay không. Mà cứ hay gãi, mà gãi chỗ hiểm không à. Em nói mày, nhiều khi mẹ hay hỏi mày coi mày tắm rửa nó lại coi, mày coi nó có rận không, sao thấy nó gãi dữ vậy. Trong suốt 6 tháng đầu tiên là em gọi là yêu đơn phương anh này, thì em có suy nghĩ là em sẽ làm single mom, em sẽ không muốn có chồng, tại vì em cảm thấy đàn ông quá là tệ. Tức là tất cả mọi thứ đàn ông làm được em đều làm được, tại sao em lại phải có chồng? Nên là em sao tổng, sao? Em muốn có cô ấy, muốn sao cô ấy. Xin giống em ạ. Xin giống em ạ. Tại vì bản thân em lúc đấy là em nghĩ là anh Tùng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh Tùng là một người rất là thương gia đình á, cho nên là anh ấy muốn sống ở Hà Nội, nên là em nghĩ là trời, ông này có thể đi bất cứ lúc nào, nên thôi tốt nhất là mình cứ chắc ăn đi. Lấy giống. Em muốn lấy giống từ ông này. Tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố. Cái chuyện đấy được rồi, còn chân dài giống em là ok. Là kép vào là ok, cho nên em mới quyết định là em xin anh này. À, như vậy là nó là con trai hay con gái? Dạ là con trai được. Úi giời, thôi xong mừng quá. giống bố rồi, giống mẹ. Giống bố lắm, em là đẻ thuê. Chân thì hơi dài. Dạ chân thì lại giống em, may quá. Như ý em rồi. Dạ đúng rồi, như ý em luôn. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Chứ giờ cái máu nó bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu. Rồi em sợ lắm, mà tại vì gái quê cũng nghe sợ bị tai tiếng này kia kia nọ, cũng giữ khẽ lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm, giờ bọn ngủ đi chơi khuya lắm. Cái mình nói anh ơi trễ rồi anh không về rồi ba mẹ gậy không, cái là anh bỏ quên chìa khóa rồi, giờ anh trễ quá anh về anh gọi điện sợ ba mẹ la, anh qua phòng em ngủ nha. Nó không được, phòng em nó có hai ba đứa bạn nữa, không có được đâu. Cái này gì thôi mình đi khách sạn đi, anh hứa anh không có làm gì hết trơn á, anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Trời ơi trời.
Vô vô khách sạn là làm chó liền kìa. Em sợ em cái bộ kiếm chuyện đi vô toilet. Em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng của nhỏ bạn thân. Tự nhiên sao nó dắt bộ nó cũng vô trong đó phòng kế bên. Liều mình luôn qua đập cửa nó. Ê mai kêu đại vậy đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra thế là em qua bển em ngồi chơi quần. Chơi hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ. Cái là chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm. Nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mần thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc đó cảm giác em sao Tuấn? Trời anh biết mà đàn ông trai mình vô giống như mình mẹ mở văn miệng mèo rồi. Đó rồi không ăn không mừng không vốn gì được. Tức bực lắm chứ bộ. Chuyện đó xảy ra hai chồng phải có sự cộng hưởng tương tác với nhau. Chứ đừng nói mà một người cài người cấy người kia chỉ gọi là nằm không mà cái ngồi cái đấy đó. Đấy, buồn lắm đấy mình có sự tương tác qua lại với nhau nó mới có cái nào dạ nó mới có cái sự gọi là thăng hoa cho vợ chuyện vợ chồng mới mới vợ em bán ngay đơ vậy đó hả bà chị thôi chị không nhắn tin không tay phone đeo cầm cái điện thoại cái coi phim vậy nè mặc cho mình bơi xài cấy đã thôi trời ơi có tin không vậy đó. Anh không tưởng tượng được. Tới cái lúc cao trào mà vẫn còn nghe tay phone cầm máy bám được. Cầm luôn, cầm vậy luôn. Ủa, bởi vì sao không lòi cho được. Lúc mình ức chế chị. Em cũng chia sẻ hoài à. Chia sẻ hoài luôn á. Bởi chia sẻ vợ hoài. Ừ vợ phải coi vợ phải thay đổi này nó mà dám vậy. Lúc mà nghiến lúc buồn lắm. Buồn dữ dằn luôn á. Thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đó sao đó sao đó, cuối cùng dính bầu. Đó, mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn, xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ, xong rồi một buổi sáng thức dậy mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi, xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Cái tính cái tật của ổng là ổng ngủ không muốn ôm em. Kiểu là ổng ngủ một mình ổng hầu giờ vậy đó. Mà mình vợ chồng về là mình muốn ảnh là ảnh ôm mình giống kiểu phim Hàn Quốc vậy. Dạ luôn. Nhưng ổng không có thích vậy. Ổng cứ quấn một cái mền xung quanh như một con kén vậy. Quen. Như cái thói quen của ảnh chị, em nói ảnh đậu đi mà ảnh không đậu được. Cái nhiều lúc em tức quá cái em cũng niệm khép. Ổng cũng ngủ dắt tới sáng vậy ạ. Sáng xong em dậy em cũng hờn, em kêu đợt này là em cho ổng xù luôn. Nhiều khi em cũng rõ về cái vấn đề đấy, có khi nó cũng hết xài được rồi sao? Ủa là sao? Có cái gì hết xài? Em hỏi ổng, ổng cũng nói vậy á. Em kêu chứ quen cho lém cô vô xong rồi xài cho hết tôi hết xíu mất. Đúng rồi em là em hay nhột. Mà bà này là cứ khoái rút vào nách. Kiểu vậy em không biết trong đấy nó có cái gì. Rất thích rút vào đấy. Mà nó nhột lại thì không được. Cứ mỗi lần thế là em cứ cười. Mà em cười cả tiếng đồng hồ vậy là hết hứng đi. Rồi sống đi. Em nào cũng hừng hực hết trơn á. Nhưng mà vợ em sao á. Sao như lúc em thật sự là em rất là buồn ngủ. Giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ lắm. Em kiểu như mấy hôm nay em bệnh. Cái em lại em ngủ. Ủa em ngủ hả? Thôi vậy giỡn chút chơi. Em giỡn thì em giỡn cái mức độ em thôi. Giờ em giỡn tới cái giờ đó. Thôi mình giỡn xong rồi thì mình vui xíu xong mình mệt mệt xíu giỡn nãy giờ không vui rồi hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không thôi em không thích em cứ khều tiếp thôi nha em thích nha nhưng mà anh thích được rồi em cứ khều khều quá không thích nữa cái em tuột hứng bị mất lửa rồi thôi em quay bên kia 3-4 giờ sáng rồi quay qua khều ủa ngủ rồi hả anh ngủ hả muốn làm gì má hỏi nhẹ hỏi mỏng chút xíu nha diễn viên siết khỏe mạnh như vậy đó ăn dữ vậy đó rồi ví dụ như cái chuyện tình cảm mỗi tối á thì cũng như là ảnh có trời đất ơi dạ thì dạ nói chung là ngày nào á thì ảnh cũng có những cử chỉ rất là thân mật rất là yêu thương em cũng nắm tay cũng hôn em. Nhưng mà bởi vì là cái công việc của em cũng khá là nhiều cho nên là em rất là dễ bị stress và
những khi mà stress như vậy thì em cũng nói với ảnh là em cũng mệt mỏi lắm. Thì lúc đó ảnh đấm bóp massage cho em. Nhưng mà thiệt tình em nói thiệt với anh chị luôn á là chắc chị Hồng Vân cũng hiểu là phụ nữ mình cũng hay mũi lòng á chị. Dạ, khi nào mà thấy mà hả chồng mình thương mình quá, mà chồng mình quan tâm tới mình theo kiểu như vậy thì mình cũng không có chịu đựng được bao lâu. là tự động là thưởng cho ảnh liền luôn vậy hả? Rồi tú tí vậy đó. Có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. À, một buổi sáng đấy tự nhiên đòi phai nhau xong rồi hả quên khóa cửa phòng cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang ấy, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con, xong rồi đi được ba bước mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha, mẹ đang đứng trước cửa phòng nha, mẹ vô á, xong mở cửa ra hai đứa ăn chuối luôn. Hai đứa không có kinh nghiệm, đều là lần đầu hết luôn. Dạ vâng. Tâm lý nó căng thẳng lắm em. Không biết là máy móc của hai vợ chồng có vấn đề gì không? Sao nó lại như thế? Tại sao mà máy nó không có được? Là hoảng loạn luôn. Cái máy em không được thì có thể chấp nhận, nhưng cái máy này không được là sao ta? Chưa biết máy nào không được, em đang hoảng loạn. Hai vợ chồng cũng nên trên tìm Google. Em thấy trên mạng cũng chia sẻ mà hai vợ chồng cũng nhiều người cũng vướng mắc như mình, thế là cũng an tâm. Bọn em mất tầm khoảng hơn tuần và đến có khi kéo dài đến một gần tháng trời. Đâu rồi? Thành công rồi thì cảm xúc sao? Em sao? Đã chị. Vợ đã rồi còn chồng sao? Chồng cũng sung sướng lắm chị ạ. Cái đêm đầu tiên đó chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái đêm động phòng cũng khóc luôn. Dạ. Nói xã ơi, xã anh ơi, còn chinh anh trao hết cho xã. Trời ơi là... té cắm đầu nữa nè. Tự nhiên anh này vào nhắn tin kêu chào em, anh là người Hàn Quốc đang học tiếng Việt. Thì mới đầu em cũng hơi nghi ngờ, xong rồi vào xem hình ảnh của anh thì thấy mà rất là ngu và để tâm anh ngố, nhưng mà nhìn mắc cười lắm nên là em mới tò mò nhắn tin trả lời anh là em đã nhắn tin là anh có muốn đi chơi Giáng sinh chung với em không, thì anh này đồng ý luôn. Và ấn tượng ban đầu nữa là em tưởng anh là gay, tại vì khép nếp giống như là cô gái nhút nhát, giống như gái mới về nhà chồng. Ồ vậy hả? Ngồi khép nếp như thế nào? Nói chung là ngồi thế này rồi em vén tóc. Em tên là Johannes Martinus Arifianto. Em là người nước ngoài? Dạ em là người Indonesia. Dạ em qua Việt Nam được 7 năm rồi. 7 năm? Dạ. Bạn học tiếng Việt là cũng là từ 7 năm đúng không? Dạ con có học tiếng Việt Nam anh. Ủa vậy tại sao nói tiếng Việt Nam hay quá vậy? Dạ cô dạ. Giáo ở đây. À, em là cô giáo. Anh có cô giáo đẹp lắm như đây. Lúc đó là em không có hiểu rõ là ở Việt Nam mình gặp ba má của bồ mình nó lấy thế nào, nó nghiêm túc như thế nào. Lúc đầu em nghĩ đó là việc bình thường mà. Họ quay họ biết mình, họ biết mặt mình để biết là con của họ đang quen với ai. Cho nên em cứ đòi ok, khi nào dẫn về. Xong rồi tới một ngày đẹp trời là Tết, dẫn đi về. Nhưng mà lúc đó còn quá nhiều người. Có gì cầu dừng quá nhiều người đó thì em không biết nói gì. Em ngồi đối diện cậu hai cứ tự nhiên nhìn em hỏi hai bạn có kế hoạch gì chưa? Khi nào cưới? Em thì dạ con không biết. Lúc đó cậu tiếp bao nhiêu năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, nói bao nhiêu năm cũng được. Em thì thôi, em nói là dạ em không biết nữa. Thì em nghĩ là nếu em nói ra một con số nào đó, lỡ là 2 năm sau là vẫn chưa có sẵn sàng và ép đi cưới thì sao? Lúc đó em cứ tiếp tục nói là dạ em cũng không biết. Em gặp vợ em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam tầm ba con. Anh nặng 200kg, thành ra là anh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Trong khoảng thời gian đó ba mẹ của anh không chấp nhận cho anh quen em, vì lúc đó họ đang sắp xếp cho anh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà anh không đồng ý. Thì lúc đó anh về anh thuyết phục mẹ và anh nói chuyện với gia đình.
mẹ ơi làm ơn. À vậy đó. Có rung không? Dạ mới khóc xong. Mới khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc? Khóc xong rồi cái lau nước mắt xong cái mọi người kêu bình tĩnh cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á. Giống như là cưới lần nữa. Vậy sắp khóc nữa kìa. Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như là như cái thỏ ban đầu hai đứa mới mới cưới, mới cưới nhau, mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em rất là cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy chú rể quá yêu cô dâu. Đúng không? Thực sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Hiếu, anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Yeah. Anh cảm động đây vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Anh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là anh bỏ phế vậy. Chị tới tháng tư về là đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó anh điện anh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nha. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái anh nói hồi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ. Anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó. Y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái sau mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình là rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lại anh sạc cái điện thoại. Nằm đó anh chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của anh lên thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Rất là ít khi nào ảnh chia sẻ với em về những cái nỗi trăn trở của ảnh. Thông thường là những cái mà ảnh nói chuyện với em chỉ toàn là chuyện vui thôi à. Còn những cái mà trăn trở của áp lực. Em, dạ, áp lực thì em biết là chắc chắn sẽ có. Nhưng mà ảnh chưa bao giờ nói với em điều đó. Và đặc biệt khi ở Britain Got Talent thì khi mà nghiệp ngã, ảnh gọi điện về cho em thì em muốn hỏi rất là nhiều. Nhưng mà anh chỉ nói có một câu với em là ngày hôm nay tập và nghiệp lại té nữa, lại chấn thương nữa. Thì lúc đó em muốn hỏi tới để xem coi là bên cạnh cái sức khỏe của Quốc Nghiệp như vậy thì cái suy nghĩ và cái tâm lý tình cảm của anh như thế nào. Nhưng mà anh chỉ nói tới đó và chấm dứt mọi thứ. Khi mà em nghe cái câu trả lời của anh là bình thường thôi, mọi chuyện vẫn tốt, em vẫn thấy là mọi chuyện vẫn tốt mà. Thì khi mà em nghe câu đó thì em cảm thấy đau lắm. Em cảm thấy đau và em cảm thấy em hơi bị nhói một chút xíu trong lòng mình một tí. Ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cảm xúc của vợ đi, thôi mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình. Nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là ảnh sẽ làm như vậy đâu. Dạ. Thì nói chung là em cảm ơn. Và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi. Hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok. Em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Chứ cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha, cái đó là quan trọng. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình
hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Ừ, em phải nói ra. Đó. Vợ xin đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Ủa, tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này á, mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em á, có một cái vướng bận gì từ kiếp trước á. No. Đó là thực sự luôn á, một cái vướng bận gì với nhau từ kiếp trước lận. Đó, kiếp này á, tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này á, thì chị thấy về nè cưng. Yeah. Em phải có cách để làm cho chồng em lớn lên. Có nghĩa là em phải tại vì thực ra tụi em yêu nhau và lấy nhau cái thời gian nó cũng không có dài, đúng không? Mọi thứ nó còn rất mới mẻ, rất là son. Đó, thành ra là nếu có thời gian á, thì em từ từ em phải, cái này thì không ai dạy ai được rồi, tại vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Thì em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Ờ, chồng em rất là mạnh mẽ, rồi bản lĩnh. Bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng chị, em là yếu đuối với em thôi. Ừ, chị nói nghe, tại vì vậy nè, nó phải là như vậy để nó mang yếu tố lâu dài. Tức là bây giờ mình mới thì nó là như vậy. Nhưng mà lâu dài á, thì Hiếu phải... tức là sau này con của Hiếu là trai đúng không? Dạ. Con của Hiếu là trai, thành ra nó sẽ nhìn vào bố để mà nó gọi là thần tượng bố đó. Ừ. Thì nó sẽ học tập theo em. Dạ. Thì thành ra là cái trường hợp của tụi em á, nó gần như là ngoại lệ rồi, không. Ừ. Không, tức là không tìm ra đâu cái cặp giống như vậy. Nhưng mà chị nói ví dụ sau này đi, con của em á, nó cũng giống như em, nó nhiều khi nó gặp một cái cô kia còn dữ hơn vợ em đối với em nữa thì sao, ví dụ vậy. Còn bây giờ em á, là em chấp nhận cái tình cảm này bởi vì em quá yêu vợ em, nhưng mà đặt trường hợp với con em á, nó không đủ tình yêu với vợ nó giống như em với vợ của em. Ở đây chị đừng nói giả dụ. Nhưng mà ngược lại nó lại bị đối xử như vậy á, thì em có thấy tội nghiệp con em không? Thành ra em phải làm sao để con em nó bản lĩnh trong mọi trường hợp. Thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Ừ. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình. Đó, để cho con mình nó bắt chước mình thôi. Ừ. Sau này, rồi, chứ chị nói hả, 100 cặp con cặp như tụi em thôi. Thật 200 là, cặp luôn. Rất là đặc biệt luôn. Chứ không phải là có đâu. Rất đặc biệt nha. Em hiểu chị không? Nhưng em là em hạnh phúc với cái tình cảm đó, là chỉ có mình ơn em thôi đó. Chứ còn hả, nếu con em sau này nó không hạnh phúc với cái tình cảm đó tương tự như vậy thì sao? Đúng không? Thì nó phải đủ bản lĩnh để mà nó control cái cuộc sống của nó chứ. Đúng không? Đúng. Thay đổi. Thay đổi. Thế thì em đó, em tức là mọi thứ là do em phải làm được cái điều đó cho chồng. Đó nha. Rồi, với cặp vợ chồng này quá tuyệt vời. Và quá tuyệt vời phải luôn. Nói là đây là một cặp vợ chồng rất đặc biệt. Quá và đặc biệt là bởi vì anh chồng như thế này nha. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Thực ra là ở đây nó là tỷ lệ thuận đó em. Tỷ lệ thuận. Đó, vợ em á thì hay cằn nhằn là tại vì vợ em cảm giác em vô tâm quá, chắc từ nhỏ là được chiều lắm rồi đúng không? Dạ. Ở nhà ba mẹ chiều á. Dạ. Rồi thành ra là vô tâm. Dạ. Thì hả, vô tâm thì vợ sẽ cằn nhằn cử nhử đó, giống như vợ chỉ mong em dành thời gian nhiều cho gia đình chút. Còn chồng á thì là chồng không lo cho bản thân, là chồng stress nhiều, nhiều khi stress nhiều cũng bị mập nữa. Dạ. Đó, chứ cũng phải là do ăn nhiều đâu. Dạ. Đó, thì thành ra là em tìm một cái giải tỏa đó, em tìm một cái cách giải tỏa stress đó, thay vì bằng game á. Dạ. Thì em thử em giải tỏa bằng cách là em chơi với con em, hay là chơi với vợ bằng cách là hai đứa cùng tìm một cái đam mê chung á.
Ví dụ như là trước khi ngủ phải xem một cái bộ phim gì đó về đề tài tình cảm hay đề tài kinh dị hay đề tài gì đó không biết. Nhưng mà giống như mình thay đổi một cái để giảm stress cho mình á. Để thử xem nó sẽ cải thiện, là tại vì lúc đó thì vợ em sẽ tự động bớt cằn nhằn. Tại vì sau khi mà hai đứa cùng làm một công việc như vậy thì cái sự quan tâm nó, mặc dù là em không cần hỏi han gì hết, nhưng mà rõ ràng hai đứa ở cùng nhau, ngồi gần nhau và cùng cảm nhận một cái điều gì đó chung á, là nó có một sự sẻ chia rồi. Đó thì có thể ngay lần đầu mình chưa cảm giác đó là cái giải tỏa của mình đâu, nhưng mà nếu như nó là một cái thói quen á, thì tự động á, tự động em không nói ra, nhưng mà thành ra nó vào một cái nếp hồi nào mà mình không biết luôn. Em sẽ cảm thấy em bớt những cái stress nhiều. Em nhiều khi em đi làm về em muốn là thôi đi làm về lẹ đi, tối coi cái bộ phim này với bà, hoặc là hai đứa cùng coi một cái phim bộ nào đó đó, em biết không, hai người cùng coi á. Thì cái đó nó cải thiện về cái mối quan hệ vợ chồng nhiều lắm. Tự dưng mình cảm giác là mình được gần gũi chồng nhiều hơn, mình được gần gũi vợ nhiều hơn, thấy chồng mình quan tâm tới mình nhiều hơn. Đó, cái kiểu như vậy đó em thử đi. Đó thì vợ em sẽ bớt cằn nhằn thôi. Thời gian đâu cằn nhằn nữa, lo coi phim rồi cằn nhằn gì nổi nữa. Hai em ha, thử đi nha. Đêm nay về hai vợ chồng có một bộ phim nào đó mà hai vợ chồng cùng thích. Thử đi. Thử áp dụng. Rồi ngoài ra chơi với con, chơi chung với con nữa, ví dụ vậy. Rồi. Hai em ha. Rồi xin chào hai em. Có nghĩa là em muốn vợ em phải hiểu ra một điều là bụt nhà vẫn thiên, chứ không phải là bụt nhà không thiên. Tại vì ảnh sắp lên, ảnh sắp đi tiến sĩ rồi đúng không? Người ta là thạc sĩ rồi. Thì người ta nói là phải đúng chứ, đúng cái xác suất đúng nó nhiều hơn chứ. Đúng không? Thì thành ra là chị nghĩ là như nào? Cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Đừng có nói anh thay đổi. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa, mình tự mình ấy tiết chế lại để mà đừng bắt ảnh chiều những cái vô lý của mình. Đó thì chị thấy là như vậy là hay nhất. Chứ còn có người chồng chiều mình ngu gì mình biểu người ta thay đổi đúng không? Đó. Còn em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút xíu, và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ, để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng cây bách nữa. Đó, để mà cái gia đình của em nó vững chãi hơn. Rồi, xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chúc cho mẹ tròn con vuông. Cảm ơn chị. Thực ra chị thấy vợ chồng tụi em á, nó dễ thương dễ sợ luôn á. Quá dễ thương. Hai vợ chồng đều có những sở thích quái đản á. Đúng không? Đúng không? Có ai thua hay đâu. Đúng rồi. Đấy là cái lý do tại sao mà em tìm được cái sự đồng cảm giữa em và em. Thì nói chung là em cũng quái đản. Cái chuyện xì hơi với cái chuyện mà móc mũi là xem một không, một chị? Một đó, đúng rồi, đó đều nhau đó. Thấy chưa? Chứ là cái xì hơi với cái ở vô mặt cũng gần gần giống nhau đó. Không, nhưng mà chỉ có cái mong muốn của Tùng á, chị thấy em hơi lưu ý chút xíu thôi. Dạ. Hãy cho anh ấy là người đàn ông, chúng nó trổ thiệt đó em ơi. Dạ vâng. Trổ đó. Em cũng nghĩ là để... bạn của em là nhiều người hâm mộ anh ấy lắm đó. Vâng, đúng rồi. Đó, cẩn thận nha. Tại vì cái điều kiện mà trổ có thể là đứa thứ nhì đó. Cho nên bây giờ là phải để anh trở lại tư thế người đàn ông từ bây giờ. Vâng ạ. Ôi, vợ chồng này quá đẹp đôi, quá hạnh phúc rồi. Anh chỉ chúc cho hai em cứ như thế này, cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Dạ. Ừ, thấy hai đứa thấy cũng dễ thương quá trời. Anh Thuận cười hí 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 hí. Chỉ có một cái là hai đứa đều nóng tính phải không? Dạ, đúng rồi. Ừ, hai đứa đều nóng tính hết trơn á. Dạ, các em là ở chung nhà với ai? Dạ, cha mẹ chồng với lại thêm một cặp vợ chồng là anh chị hai nữa. Đó, anh chị hai. Dạ. Thành ra mình ở chung một cái đại gia đình á, phải hết sức tế nhị, hết sức khéo á. Chứ để rồi mất công rồi là hai chồng kiểu như là... Đó thì như vợ em nói cũng đúng á. Có nghĩa là mình cưng vợ mình á, thì đương nhiên mình có quyền mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như là khuất mắt trông coi đi. Ví dụ như hai đứa ở trong phòng nhau đi. Còn ví dụ như ở trong nhà mình á, mình ở có ba mẹ ở chung gia đình chồng mà đúng không? Dạ. Có ba, nhất là mẹ đó, mẹ rồi chị rồi anh này kia nọ đó, nhiều khi mình binh quá cái tự nhiên mọi người kia cũng bị chạnh lòng á. Ý là vậy, nhưng mình khéo khéo chút xíu để mà được cả
được cả tình cảm của mẹ lẫn vợ cũng cảm thấy thoải mái nữa, đúng không? Dạ. Đó thì chị thấy riêng, chỉ có riêng vấn đề đó thôi. Là em khéo khéo chút xíu. Chứ còn riêng cặp vợ chồng này thì tôi nghĩ rằng là ở trong gia đình chắc không thiếu tiếng cười, đúng không? Bởi vì cả em đều có duyên mà anh chồng em Tú cũng rất là hài hước không kém. Dạ. Thì thôi thì mong rằng là các em cứ mãi hạnh phúc như thế này. Và nếu có thích ra riêng ở không? Dạ thì nói chung thì ra riêng thì tụi em cũng chưa có ý định đó, tại vì thích ở với ba mẹ hơn, tại vì thôi thì đông vậy vui đi. Với lại cũng có cha mẹ chăm coi cháu thì phụ. Đó thì giờ chỉ cần mình khéo khéo đặng mình vui dĩ hòa vui quý cả gia đình nó vui hơn nhiều. Thôi chúc các em hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn hai đứa nha. Nói chung là vậy nè, em thì cái chuyện em mong muốn chồng em vậy là hoàn toàn chính xác, nhưng ngược lại cái chuyện mà chồng em mong em á cũng là chính xác luôn đó. Có nghĩa là mong anh hiểu mình, nghe mình nói tới 3 giờ sáng còn nói tới mấy giờ nữa mà mong nghe anh nói. Phụ nữ á, mình nói ít mà để mấy ông hiểu nhiều. Còn tất cả các ông chồng trên cái cuộc đời ô trọc này á, tất cả các ông đều sợ những bà vợ nói nhiều. Nói nhiều hồi là không biết nói cái gì luôn á. Tại vì mình không có đồ đậm như một cái vấn đề gì hết. Nói ít thôi thì anh phải hiểu nhiều. Tập cái thói quen động não cho chồng á, em hiểu không? Chứ mình nói nhiều quá cái người ta không có kịp suy nghĩ. Tại vì mình đã nói hết rồi, cái óc để nguyên vậy đó không có xài. Cho nên giờ bắt phải xài não. Nói ít thôi, anh phải hiểu là em muốn nói gì. Đó, chơi cái chiêu đó là mọi chuyện sẽ thay đổi. Tại vì sẽ không ngủ nhiều được nữa đâu. Tại vì cái não phải suy nghĩ. Không biết giờ mình đang muốn cái gì đây. Ví dụ vậy, em hiểu không? Chứ còn vợ chồng em thì hiện giờ cái cần thiết nhất là cái phải yêu thương nhau, phải lo lắng cho nhau, nhất là về mặt sức khỏe của vợ. Tạo cái môi trường thoải mái, vợ chồng đừng có hụt hặc với nhau nhiều, đừng có ghen tuông, rồi đừng có kiểu mà nói qua nói lại hoặc là gây lộn với nhau nhiều. Thì cái gọi là cái sức khỏe với lại cái đầu óc của vợ em á, sẽ không có thoải mái để mà nó cho cái bệnh nó mau hết á. Yeah. Nói tóm lại là trong thời gian này em phải dưới cơ vợ em một chút, nhường cổ một chút. Yeah. Trước khi bệnh hay sau khi bệnh gì em cũng vậy không? Dưới cơ đúng không? Thì vậy đi. Nói chung là hy vọng là sau chương trình này về vợ em sẽ cải thiện tất cả mọi thứ để mà có được sức khỏe thật tốt và mau chóng có một thành viên mới để cho vợ chồng đã hòa thuận hạnh phúc rồi sẽ nhân đôi tất cả những niềm vui đó nha. Dạ. Những cái điều mà chồng em nói về em á thì có một cái em cần phải thay đổi, còn cái ngôn tình á thì em phải thay đổi. Tại vì cái đó nó rất là thú vị, nó không có cái gì mà để mà cái đó không phải thật xấu. Cái đó là cái ước mong của tất cả những bà vợ trên cái cuộc đời ô trọc này, chị nói. Còn riêng cái vấn đề mà gọn gàng, sạch sẽ là cái điều đó phải bắt buộc em phải. Không một lý do gì, ngay cả vừa mới sinh xong cũng phải là như vậy, là cái điều tiết yếu. Bởi vì nói chung cái đó là mình chưa nói đến cái người đàn ông của mình, mà mình nói cho bản thân mình và cho con mình trước đã. Đó, tại vì lúc nào cũng vậy, người mình á thơm tho nè, gọn gàng, sexy nè, gợi cảm nè. Chị nói ví dụ vậy, gợi cảm ở đây nó không phải là do em mặc đồ hở mà là gợi cảm, không phải. Nó gợi cảm từ trong cái toát ra từ trong cái cơ thể của mình, cái thần thái của mình á, thì là cái thái độ của chồng mình sẽ khác liền. À, cái đó bởi vì đàn ông họ ngộ nghĩnh lắm. Họ lúc nào họ cũng sẽ có những sự so sánh. Tại vì họ đi ngoài đường, họ làm việc á, họ sẽ so sánh, đôi khi họ ngẩn ngơ với một cái mùi hương nào đó. Chị nói ví dụ vậy, em tự tạo cho em một cái mùi hương để mà chồng em không thể nào quên em được. Hiểu không? Ví dụ, đó thì cái đó là cái cần thiết nhất em phải thay đổi liền. Còn lại cái vấn đề ngôn tình là em phải thay đổi. Đó là điều ước muốn của tất cả mọi người. Ước rất là đúng luôn á. Nha. Thôi đâu có mất thời gian gì đâu, trước khi đi làm hôn vợ cái. Hả? Thôi anh đi làm nghe cưng. Nhưng mà nó phải có tương tác. Em phải làm cái kia thì chồng em sẽ tương tác cái đó liền. Đó, tao dịp đêm nay thử thay đổi chút xíu.
đó, ta tìm một cái hiệu dầu thơm nào đó cho riêng ta. Bây giờ trước khi ta nói anh đi làm cái cưng, hung vô cái trời ơi chưa gọi đầu cái tự nhiên nó mất, nó cứng liền à. Thấy không? Rồi, còn không á là xài cái model này. Không, xài cái model không được, gọi gọi rửa đầu thôi. Trời ơi không nha. Rửa đầu nó không có mất công. Rửa được. Trời ơi cái đầu này cũng phải gọi, cũng phải gọi. Thôi vậy nha. Rồi xin chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và mãi mãi nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ cảm ơn chị. Chương trình Vợ Chồng Son, cái điều đặc biệt nhất của 2018 vừa rồi là chúng tôi đã thực hiện được một chương trình ở tại Mỹ và có rất nhiều những cặp vợ chồng đã đăng ký tham gia chương trình. Và cái cảm xúc của họ đối với chương trình Vợ Chồng Son cũng giống như ở Việt Nam vậy, cũng là những câu chuyện rất là đáng yêu trong gia đình, cũng những cái xích mích khi mà các vợ chồng son họ mới về ở với nhau. Thì nói chung là người Việt mình thì ở đâu cũng vậy, vẫn giữ một cái nếp nhà, một cái truyền thống trong cái tình cảm vợ chồng và tình yêu đôi lứa. Cái kỷ niệm mà phải nói là tôi rất là vui là bởi vì tôi và Quốc Thuận đã phỏng vấn con gái của tôi. Cháu vừa mới cưới xong và cặp vợ chồng của cháu rất là son. Và trong cái buổi phỏng vấn đó có những điều mà cho tới thời điểm đó, lúc đó thì tôi mới biết. Đó là cái kỷ niệm mà cũng tức là nó rất là thú vị luôn. Nó rất là thú vị mà chỉ khi nào mà ai ở trong cảm xúc của tôi mới hiểu được. Và chắc chắn là nó cũng chỉ có ở Vợ Chồng Son mà thôi. Thuận và chị Vân phải nói rằng rất là sung sướng và rất là bất ngờ. Bởi vì các cặp vợ chồng rất là tự nhiên và thậm chí họ kể những cái câu chuyện về đời sống hàng ngày rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình và thậm chí là những cái chuyện bí mật, những cái chuyện thầm kín riêng tư họ cũng sẵn sàng trình bày và họ sẵn sàng là chia sẻ. Và rất là bất ngờ là cái vai trò là ông mụ của mình không ngờ rằng là mình đã cái tiếng của mình đã vươn xa ở bên kia bờ đại dương mà các cặp vợ chồng cũng biết. Thì có những cặp vợ chồng hiếm muộn cũng đã mong là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và khi nghe nói chương trình Vợ Chồng Son được quay tại Mỹ họ rất là hào hứng là đến, không chỉ là chia sẻ mà còn muốn đến để mà được nhận lời chúc từ Quốc Thuận. Thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và nhân đây thì Quốc Thuận xin gửi một cái lời chúc các cặp vợ chồng đã từng tham gia chương trình Vợ Chồng Son, các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn đón nhận những niềm vui trong cuộc sống và lúc nào cũng hạnh phúc và chia sẻ yêu thương với nhau. Rất mong là 2019 chương trình Vợ Chồng Son sẽ thực hiện được những cái chia sẻ và được tiếp xúc với nhiều những cặp vợ chồng son ở các nước khác nữa. Mong rằng các cặp vợ chồng không chỉ ở Việt Nam mà các cặp vợ chồng ở nước ngoài, nếu như các bạn muốn tham gia chương trình Vợ Chồng Son, các bạn hãy có thể gửi những cái tin nhắn ở trên fanpage Vợ Chồng Son hay gửi về email về cho chúng tôi. Vợ Chồng Son năm 2019 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn, mới lạ, ý nghĩa của các cặp vợ chồng. Đón xem chương trình vào lúc 22 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.